Đêm 30 pháo nổ đùng, sáng mồng 1 chạm cây nêu, á à xuân. Sáng mồng 1 ra chạm vào cây nêu mới biết được là nàng xuân đã tới. Chứ nếu mà không chạm vào cây nêu thì cũng chẳng biết được. Buổi sáng ngày mùng 1 hôm nay cũng vậy. Không phải là Tết thế nhưng mà đúng là cũng vui như Tết. Đó là sư huynh Lục Tuần ở Hải Dương. Xin thưa tới quý vị và các bạn, sư huynh của mình ở Cẩm Giang, Hải Dương chuyển thóc cho mình 50.000. Sư huynh thì mua hàng của mình một số lần rồi. Thế là sư huynh có số tài khoản. Sư huynh chuyển cho 50.000 đồng. Ở cái mục nội dung tin nhắn chuyển tiền ấy là sư huynh ghi là mời ông Lolo TK mồng 1 đầu tháng. Thế có sướng không chị Lị? Trước tiên là được sư huynh coi thế là mời Lolo TK. Cái thứ hai là được sư huynh nói cho là hôm nay là ngày mùng 1. Hôm nay là mùng 1 đầu tháng. Mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng là âm lịch này mùng 1, còn dương lịch này ngày mùng 6. Thì xin thưa với lại sư huynh là một tháng là chỉ có một ngày mùng 1 thôi. Chứ huynh nghệ có cái quan điểm là một tuần là một, có một ngày mùng 1 thì đệ chắc phải đổi số tài khoản. Chứ để cái số tài khoản cũ mà huynh biết thế này, huynh cứ chuyển vào cho đệ như thế này mà đệ lại không tìm cách chuyển lô TK ra cho huynh được. Ở trong này, anh ở trong này, à quên, đệ ở trong này không có mùa đông. Thì cái lời bài hát là anh ở trong này không có mùa đông. Ở trong này mùa đông không có, chỉ có hai mùa mưa và nắng. Thế mà ở trong này thì lô TK cũng chẳng có. Chỉ có ở quê nhà huynh hay là quê nhà đệ, quê sư huynh của mình ở Hải Dương, còn mình ở Thành Nam nhà 18. Đấy, thế nên là mới có khang 1861 đấy. Đấy thì mới có lô TK chứ là trong này không có lô TK. Thế nhưng mà được sư huynh chuyển cho như vậy thực sự là vừa vui mà vừa cảm thấy nó không biết là bây giờ làm thế nào để mà coi như thế là phúc đáp huynh cả. Thôi thì trước tiên thì huynh cứ coi như thế là bổ sung chất tanh, tăng cường tập thể dục để coi như là giữ gìn sức khỏe cho nó tốt. Khi đệ về quê là kiểu gì thì kiểu đệ sẽ bố trí thời gian ra với huynh coi như là dăm bữa nửa tháng. Khi nào mà huynh cảm thấy chán cái thằng đệ ở Bình Dương rồi thì lúc giờ đệ mới chuồn. Đấy. Chứ bây giờ mà cũng muốn về thế nhưng mà lại chưa có thóc. Chưa có thóc, năm ngoái về rồi, năm nay thì chưa có thóc nên cũng chưa về được. Nọ huynh mình bảo là ông mà về quê là kiểu gì thì kiểu ông cũng phải qua tôi chơi. Đệ không hứa trước là qua bao nhiêu ngày thế nhưng mà chắc chắn là có khi là qua đến cái thời điểm mà huynh cảm thấy là chán nha. Huynh chán cái thằng đệ ở Bình Dương thì lúc giờ đệ mới chuẩn đấy. Đấy. Đệ trân trọng cảm ơn huynh Lục Tuần ở Hải Dương đã mời đệ 50k Lolo TK. 50.000. Ngày hôm qua thì có người anh em ở Quảng Ngãi mời ly cà phê. Sáng nay thì có sư huynh Lục Tuần ở Hải Dương mời Lolo TK. Không biết sáng mai thì thôi, sáng mai thì cứ cơm nguội nhà thôi. Chứ các sư phụ, các huynh cùng các hiền đệ sáng mai thôi khỏi mời lão nông nữa. Lão sáng mai lão nông ở nhà ăn cơm nguội. Đây là cà phê, sáng nay định đi mua ly cà phê. Thế nhưng mà xin thưa với lại quý vị và các bạn, lại nghĩ đến cổ nhân bảo ăn bát cháo lại chạy ba quãng đồng, đi ba cây số mới mua được ly cà phê. Thế nên là thôi ấy, cà phê ở nhà hòa ra, hòa với nước. Đấy. Trân trọng kính mời quý vị và các bạn ly cà phê. Cà phê này là cà phê người anh em mà ở Quảng Trị ngày hôm qua chuyển cho mình mời mình ly cà phê. Nhưng mà xin thưa với người anh em mà đi ba cây số, vừa đi vừa về 6 cây số mới mua được ly cà phê về để uống thì thôi hẹn khi khác, hôm nào mình sẽ ra quán
hôm nào sẽ ra quán ngồi uống cho nó hoành tráng, xong rồi quay gửi cho người anh em ở Quảng Trị xem nha. À, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi 76, Quảng Ngãi. Trân trọng kính mời. Còn bây giờ thì xin thưa với lại các thượng đế, đây là những cuộn băng cassette loại băng cũ tổ Maxen UD2. Băng này thì lấy về được một cơ số ngày rồi, để vệ sinh sạch đẹp và bỏ vào đài để nghe rồi. Đấy, bỏ vào đầu đích. Đấy, nói thế cho nó chuẩn chứ không lại mình nghe đầu đích mình lại nói là nghe đài. Thì mình bán đài cho nên mình ít nghe đài, mình nghe đầu đích. Đấy, đầu đích mình nghe thì để cái đầu đích để test băng thử. Đấy, nên là cứ dùng cái đầu đích để nghe. Thì những cái cuộn băng này mình nghe, mình thấy những cái chương trình và mình đã phát hiện được ra ca sĩ, mình ghi nó vào đây. Mọi người xem, nếu mà hợp cái sở thích của mình thì liên hệ với số máy 036 8888 479 để Trần Văn chốt. Cuộn băng thứ nhất, Nhạc Xuân. Nhạc Xuân. Cái này thì có nhiều ca sĩ lắm nên là chị cũng không biết được. Chỉ biết là hát có những cái bài về mùa xuân. Thế nhưng mà mùa xuân này là mùa xuân của nhạc vàng ấy, chứ không phải là mùa xuân của nhạc đỏ. Hay là không phải là cái loại sơn mới bây giờ, cái nhạc này nhạc xưa. Cái này thì lại không biết được là ca sĩ nào hát. À, cái này nhạc Noel. Đấy. Nhạc Noel. Hát bằng tiếng tiếng Kinh nhá, hát bằng tiếng Kinh. Cuộn này cuộn thứ ba, Ngọc Lan. Ngọc Lan. Băng này vệ sinh rồi, vệ sinh rồi. Cuộn này cuộn thứ tư, Đôn Hồ. Đôn Hồ, Đôn Hồ là hay hát với Như Quỳnh với lại mấy ca sĩ nữa. Thế nhưng mà nhận diện ra được ca sĩ Đôn Hồ thì ghi vào đây. Này, Liên Khúc Quê Hương. Liên Khúc Quê Hương. Nó có cái giấy gốc của nó đấy, nhưng mà lẫn lộn là bây giờ ngồi tìm vào. Mạnh Đình. Mạnh Đình, Mạnh Đình Như Quỳnh. Cái này Mạnh Đình Như Quỳnh chứ không phải Mạnh Đình Dàn Thiên Lý đâu. Đấy, trông như thế này thôi nhưng mà nhạc người ta ghi từ ngày xưa nét lắm. Cái này không lời. Nhạc không lời. Đây. Bằng Maxen, nhạc không lời. Maxen XL2. Băng này bây giờ mà xóa đi là 100.000 đồng nhá. Đấy, nhưng mà cái này về có nhạc sẵn thì cứ giới thiệu, còn nếu không có thượng đế nào Trần Văn chốt thì mình xóa nó đi. Cái này Gian Di. Gian Di. Mạnh Quỳnh. Mạnh Quỳnh. Và cái này Ngọc Sơn. Nhưng mà cái này không phải Nguyên Ngọc Sơn hát đâu. Cái này mấy ca sĩ chứ không phải Nguyên Ngọc Sơn hát đâu. Có mấy ca sĩ hát ở trong này ấy. Điểm danh lại, Nhạc Xuân, Nhạc Noel, Ngọc Lan, Đôn Hồ, Liên Khúc Quê Hương, Mạnh Đình, nhạc không lời, Gian Di, Mạnh Quỳnh, Ngọc Sơn nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cuộn này trân trọng gửi tới mọi người với một mức thóc rẻ nhất của đất, 60.000 đồng một cuộn, 10 cuộn là 600.000 đồng. 600.000 đồng là tiền băng, tiền vận chuyển hết bao nhiêu tiền thì người mua được quyền trả, người cung cấp không có cái quyền trả tiền vận chuyển. Đây là những cái cuộn băng mà mình mua về đây mình soạn ra thì có nhạc sẵn rồi thì nó chỉ có 60.000 đồng thôi. Thế còn bây giờ mà xóa cái chương trình này đi, thâu cái chương trình theo yêu cầu vào thì 100.000 đồng một cuộn. Đấy, thế còn cái nhạc này thì mình ghi ở đây này, những cái chương trình hoặc là ca sĩ mình phát hiện ra thì mình ghi vào đây.
Chứ còn ví dụ như bây giờ mà yêu cầu Chế Linh, Tuấn Vũ, Sơn Tuyền rồi này nọ cái lọ cái chai thì cái băng đấy là băng nhạc theo yêu cầu rồi. Băng này không không chọn được, không chọn theo yêu cầu được nhá, thì 60.000 đồng. Còn chọn theo yêu cầu là 100.000 đồng. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn coi như là có một tháng gặp nhiều may mắn nhá, gặp nhiều may mắn. Thì còn đương nhiên là sức khỏe thì phải dồi dào rồi, vì có sức khỏe mới có tất cả nhá. Đấy. Thậm chí coi như là không những khỏe mà còn phải mạnh đấy. Đấy, cổ nhân ngày xưa coi như là vẫn cứ chúc nhau là khỏe mạnh, mạnh khỏe, khỏe mà chưa mạnh cũng chưa đạt, chưa được mỹ mãn, thế mà mạnh mà lại không khỏe cũng chưa được mỹ mãn, thế nên là lúc nào cũng vậy. Những cái lời của cổ nhân là nó thâm thúy lắm, thâm thúy lắm. Thôi dừng video ở đây. Thân ái chào tạm biệt. Merci. Merci beaucoup.